Xin chào mọi người ha. Khuya hôm nay mình giới thiệu đến mọi người cái PC Workstation nha mọi người, máy trạm mini, PC máy trạm. Hôm giờ cái dòng này thì khách cũng hay hỏi mình nhiều nên mình về được vài con nha. Mình sẽ quay rõ cho mọi người xem cái ngoại hình, cái cấu hình và bên trong ruột và mình báo giá rất là gọn tiện mọi người. Máy trạm mà nó cầm gọn như thế này, có card rời ha, HP Workstation. Để kiểu dáng thiết kế rất là đẹp, mọi người có thể là để nằm như thế này nè. Ở đây là nó có cái chân nè, bốn cái chân. Thì mình cho nó nằm xuống. Đây, hoặc là mình dựng đứng như thế này đều được hết. Mọi người thấy dựng đứng nó rất là sang trọng luôn. Là Z logo mới của những cái dòng mà đời cao. Cái kiểu đẹp mọi người, Z Workstation ha. Bên này các cái ngõ kết nối nè, hai USB nè, tai C, tai nghe, rồi bên này nữa nè, hai bên luôn mọi người. Bên này thì mạng LAN rồi quá trời luôn, display board, tai C rồi tùm lum hết. Đây ha. Máy thì mình thấy là tương đối đẹp. Dựng nghiêng dựng dọc đều cũng được hết, chip Xeon có card rồi. Giờ mình sẽ quay ở bên trong cho mọi người xem. Máy thì gồm với cái cục nguồn như thế này nha. Đây nè mọi người nè, kèm với cái cục nguồn như thế này. HP Zin từ Nhật về. Chất lượng cứ ghim điện nào cũng xài được hết trơn á, máy trạm PC mini máy trạm. Cấu hình nè, nó là HP Z2 mini G4 Workstation. Chạy chip Xeon nha mọi người. Cái chip Xeon này trên máy chạm, trên gọi là trên thùng PC nó khác với lại laptop ha, mọi người tham khảo thêm. Và chip cũng có thể nâng cấp được luôn. RAM là 32GB nè, và quan trọng là chạy card đồ họa rời là B600 là 4GB ha. Cũng giống như mình nói đó, trên PC á, nó khác với trên laptop. Laptop thì nó nhỏ xíu, còn này mấy cái card này nó cũng lớn, nó mini nhưng mà nó cũng lớn hơn, nó mỗi cái nó mỗi size. Và cái card này mình vẫn có thể tháo ra nâng cấp được nha mọi người, nó không phải như trên laptop đâu. Cho nên là bởi vậy người ta khi mà người ta cần làm cái việc gì đó nặng rồi cần trên cái màn hình hay gì, người ta phải sử dụng tới những thùng PC, thì nó phải có cái lý do của nó. SSD là 256GB cộng với lại HDD là 1T nha. Đây là mọi người nè, tha hồ mà chứa dữ liệu. Giờ mình sẽ mổ bên trong ruột cho mọi người xem. Rồi, ở bên trong ruột nè mọi người ha, mà quạt quá trời luôn. Cái này á là HDD. Rồi, lấy cái HDD ra thì cái card màn hình là ở đây nha mọi người. Tháo ra thay cái card màn hình đều được hết luôn á, card rời á. Đây á là SSD nè. Rồi, rồi RAM á thì ở bên này nè mọi người, thiết kế rất là thông minh luôn. Quạt rồi nè mọi người, lật ra lật vô vậy nhìn rất là dễ thương nha. CPU thì dưới này vẫn thay CPU rồi được hết, thiết kế cực kỳ thông minh. Máy á, thì gồm cục nguồn với lại máy thôi, không gồm phím chuột nha. Và mình báo giá mọi người là 6 triệu 9 nha mọi người, mình bao ship tận nhà cho mọi người. Ai chốt á, thì inbox mình, rất là chất lượng luôn. Cái này thì mình có ít thôi, không có nhiều. Có mọi người nhiều, ai chốt thì nhắn qua Zalo cho mình nha. Mua hàng cọc 1 triệu, còn lại mình ship code. Mọi người nhận hàng, kiểm tra hàng rồi thanh toán số còn lại cho bưu điện. Cảm ơn mọi người nhiều.